Đức Giê-xu nói: Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Kính thưa anh chị em, hôm nay là thứ năm tuần 28 thường niên. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu tiếp tục khiển trách những người biệt phái về việc cha ông họ đã đổ máu các ngôn sứ và việc chính họ lại xây lăng tẩm cho các ngài. Việc xây các lăng tẩm cho các chứng nhân là các vị ngôn sứ mà chính cha ông họ đã loại trừ ấy là một hành vi họ muốn xác định rằng các ngài là những ngôn sứ của Thiên Chúa và là những người vô tội. Vì thế, giết các ngôn sứ là một trọng tội. Nhưng thật trớ trêu thay, án mà họ khoác vào cho cha ông họ vì máu đã đổ ra trên các ngôn sứ thì bây giờ họ lại lặp lại trên chính mình họ, khi mà họ tiếp tục đổ máu đứng là Chúa của các ngôn sứ là Đức Giê-xu Kitô. Họ là những người đang đi theo vết xe mà cha ông họ đã đi, dẫm theo vết chân mà cha ông họ đã dẫm. Thế nhưng họ còn ảo tưởng và còn tuyên bố rằng nếu được sống vào thời cha ông, nhất định họ sẽ không tra tay trên mạng sống của các ngôn sứ và những người vô tội. Họ ảo tưởng và hạnh diện về mình như thế. Đó chỉ là việc làm để tránh né hiện tại mà thôi. Ngày hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến những ngôn sứ của Thiên Chúa đã bị sát hại. Điển hình như đức cha Oscar Romero đã bị ám sát vào ngày 23 tháng 4 năm 1980, đang lúc ngài cử hành thánh lễ. Và trong xã hội đất nước của chúng ta gần đây, chúng ta cũng chứng kiến được việc nhà cầm quyền bắt hại và sách nhiễu các vị ngôn sứ của Thiên Chúa như đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt chẳng hạn. Nên khuôn mặt của những biệt phái và luật sĩ ngày xưa vẫn còn nhan nhản trong xã hội Việt Nam của chúng ta hôm nay. Vì hễ những người nào muốn đón nhận sự thật, muốn đón nhận Chúa Giê-xu Kitô thì những biệt phái của thời đại mới đã quyết liệt ngăn cản, vì sự thật luôn luôn là một lời chất vấn, trách móc cho những ai từ chối nó. Muốn át đi giọng nói của sự thật, họ đã vận dụng luật rừng, giết người bịt miệng, sát nhân tịt khẩu. Đó chính là cách mà họ đã áp dụng cho Chúa Kitô và tất cả những ai đang muốn nối gót theo ngài. Việc làm của các ông biệt phái và luật sĩ ngày xưa, chúng ta hôm nay cũng có thể sa vào. Nên tin mừng hôm nay, vì thế, sẽ là một lời mời gọi cho chúng ta suy nghĩ và thay đổi lại hành vi và cách xử sự của chính mình.